Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum mọi người nhé. Nay em còn một ít cái vỏ pin mới soạn ra này. Mới soạn ra cái vỏ pin Mikoki này, với lại ít pin này. Bán nốt cho anh chị em nào lấy nhá. Đấy, để vài bữa nữa em xả lô mới thôi nhá. Vài bữa em sẽ xả lô mới. Thì đây thì đây nó có đống vỏ mưu này. Đấy, đống vỏ mưu các bác nhá. Đống vỏ mưu thì em cứ tính tới thôi. Giá này chỉ có một lần duy nhất thôi bác nhá, không có lần thứ hai các bác nhá. Giá này chỉ có một lần duy nhất thôi. Bác nào đóng pin thì alo nhá. Đấy, ôm hết cái lô vỏ này. Đấy, không phải bác các bác lên sàn Shopee đồ này nọ các bác mua cứ 100 mấy 200 nghìn một vỏ. Không, em bán cho các bác bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn các bác ạ. Đấy, bác nào lấy thì ôm hết các bác nhá. Đấy, thì ở đây thì em đang có là 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái vỏ này thì đều không có pin các bác nhá. 8 vỏ này không có pin. Đấy, có mạch. Nhưng không có pin. Đấy. Và đã gỡ pin rồi. Đấy. Cái này thì đã gỡ pin này. Đấy, 8 vỏ nha các bác nhá. Em tính vỏ pin hết nhá. Em không có tính pin bọng gì nhá. Em không có bao sống bao trước thì các bác đâu nhá. Đấy, em tính vỏ pin các bác hết. 1 2 4 6 8 cái này. 8 cái này. Đấy, và bên đây. Bên đây thì nó có 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái này. 12 cái này thì chưa gỡ pin. Cái này thì chưa gỡ pin các bác nhá. Đấy, không có bao áp biết gì đâu các bác nhá. Đấy, em bán vỏ pin thì không có bao cái gì hết các bác nhá. Đấy, lưu ý đây là em bán vỏ pin. Đấy, giá đưa ra hết hồn luôn các bác. Đó. Rồi, đây là 12 này, 12 với 2 4 6 8 là 20 cái các bác nhá. Đây là 20 cái này. Đấy, 20 cái này các bác này. Đấy, 20 cái. Cộng thêm với lại cái lô ở dưới này, cái lô ở dưới này em bán tất cả cái chỗ này là 2 triệu rưỡi các bác. 2 triệu rưỡi là tất cả chỗ này các bác nhá. Khoanh tròn tất cả luôn là 2 triệu 500 nghìn các bác nhá. Đấy, 2 triệu 500 nghìn. Đấy, tất cả chỗ này tính ra là chưa đầy 100 nghìn một vỏ nhá. 30 nghìn một vỏ thôi. Bác nào lấy thì alo nhá, chứ không có cơ hội lần hai đâu. Rồi, thì đây, cái vỏ pin này, vỏ pin mưu này. Đấy, đây cái vỏ pin mưu có cục nó còn nháy đèn này các bác. Đấy, cái này 21700 các bác này, cục này nháy đèn y rằng pin còn luôn. Đấy. Đấy, hai cục này, được hai cục này. 21700 pin 3A này. Còn cái vỏ này thì em cho nhá, cái vỏ này em bỏ cho. Đấy, đây nhá, 1 2 3 4 5 6 7 và lô này em chỉ nhận chuyển khoản nhá, không code, không ship code các nhá. 2 4 5 6 7. Đấy, 7 7 với 20 là 27 các bác nhá. Đấy, thêm 5 cái vỏ này nữa. 5 cái này tất cả còn pin nhá. Đấy, mới tít tin tịt. Đấy. Nhưng có cái còn nháy đèn. Đấy. Rồi, thì tất tổng cộng lô này nhá. Thì tổng cộng lô này là 2 triệu rưỡi, bác nào lấy chuyển khoản nhá. Đấy, chuyển khoản luôn này báo ship nhá. Đấy, chỉ có một lô duy nhất thôi bác nhá, không có lô thứ hai đâu. Đó. Rồi. Đây. Thì còn đây cái pin này thì em đã đóng thành khối rồi. Đấy, ok hết cho anh chị em nhá. Cái pin này là pin Makita này các bác này. Đấy, các bác nào đang dùng những cái máy khoan pin 5S. Đấy, máy khoan pin 5S này, cái đây là cell EVE các bác nhá, mới tinh luôn. Đấy, cái cell EVE này như mới các bác nhá. Em đã đóng thành khối 15 cell như thế này, 350 một khối. Cứ 350 một khối như thế này các bác nhá, chưa có mạch các bác nhá. Mạch vỏ các bác thêm cho em 100 nghìn nữa. Em hàn mạch vỏ cho các bác luôn là 100 nghìn, là 450 nghìn một quả. Lắp các loại máy Makita này, máy tàu này. Đấy, các bác lắp được hết các bác nhá. Cứ chân phổ thông là các bác lắp được. Hoặc là các bác mua cái ruột này các bác về thay rô của bác có 350 thôi. Đấy, mà được 6A. Đấy, 6A chuẩn các bác nhá, 6A chuẩn này. Đấy, cell EVE các bác nhá, cell Mỹ. Đây, EVE này các bác này. Đấy, EVE 20A. Đấy, cell xịn các bác nhá, tháo khối ra là chỉ có cell xịn thôi, không có cell đẻo đâu. Đấy, 350 một cell một cục như thế này các bác nhá. Bác nào lấy thì lấy cả hai cục này về thay máy cũng được. Đấy, bác có vỏ thì sẵn vỏ về, vỏ mạch thì về chơi luôn. Không thì các bác nào cần yêu cầu vỏ mạch thì em sẽ lắp vào luôn vỏ mạch cho anh chị em nhé. Vỏ mạch của bên em là vỏ bọc chống sốc các bác nhá. Vỏ bọc chống sốc thì các bác yên tâm là chỉ có dùng ok thôi các bác, chỉ có dùng ok thôi. Đó, 350 một quả, 350 một quả các bác nhá. 350 một quả như này. Rồi. Đây em còn hai quả này nữa. Đấy, hai quả 40V này, còn quả này 40V 2Ah này. Đấy, 40V 2Ah này, 10 cell. Quả này cũng 40V 3Ah, đấy, 10 cell. Quả này 3Ah các bác nhá. Về các bác đóng tự gì các bác đóng. Trong này 10 cell này. Trong này cũng 10 cell các bác về gỡ ra đóng vào Makita được hay đóng gì đóng tùy các bác. Đấy, các bác mua về rồi thì các bác thích đóng gì bác đóng. Đấy, đấy là việc của các bác. Cái đây là cái pin lithium này của Black Decker nhá. Con này của Black Decker này. Hoặc là các bác có máy Black Decker về chơi luôn nhá. Hai quả này em bán 400 nghìn. Hai quả này bán 400 nghìn các bác nhá. Bán hai quả 400 nghìn. Bác nào lấy thì alo nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo. Hai quả này 400. Đấy, còn lại cái lô này là 2 triệu rưỡi này. Lô này 2 triệu rưỡi chuyển khoản bao ship 350 một quán. Đấy, hai cái 700. Thì bác nào thích lấy cái nào thì alo em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ nhé.